là Daegu, bạn Sương Won phải không? Chúng tôi đang tái điều tra vụ án lúc trước của ba cậu. Tái điều tra sao? Nếu cậu nghi ngờ có điều gì không công bằng hay nhớ ra bằng chứng nào chứng minh ba cậu vô tội, cứ gọi vào số này, tôi sẽ nghe cậu nói. Rốt cuộc cô muốn hỏi tôi chuyện gì? Anh nghĩ sao công tố viên lại để lộ thông tin về vụ án chứ? Có thể là họ không đủ bằng chứng, hoặc vẫn còn gì đó chưa chắc chắn. Nếu cứ như vậy mà buộc tội nghi phạm, nhiều khả năng sẽ thất bại. Trong vụ án của Mân Isus, anh cũng làm rò rỉ thông tin với lý do tương tự, có phải không? Có người nói với tôi là hung thủ thực sự của vụ án không phải Mân Isus. Tòa soạn báo của chúng tôi đã đề xuất yêu cầu điều tra lại vụ án đó. Tôi tới rồi đây. Nếu tôi mà bị bắt, anh sẽ mất hết tất cả mấy thứ này. Nếu hung thủ thực sự là phụ nữ, chắc chắn cô ta là Ha Chua, 34 tuổi. Tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng hòng yên thân.